Mỹ Tâm đóng vai Chun Song Ji phiên bản Việt, quan trọng chính là thần thái, không kém mức độ ảnh hưởng của trưởng thành nhan sắc. Chun Ji Hoon tại Hàn Quốc, giọng ca Người Hãy Quên Em Đi là người đẹp có tài, có tâm, có tầm, sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo trong nước và cũng lầy lội chẳng kém Chun Song Ji. Vì sao đưa anh tới là bộ phim truyền hình Hàn Quốc của đạo diễn Jang Ti-yu. Do cặp đôi Kim Soo-hoon và Jun Ji-hoon đóng chính, tạo nên cơn sốt toàn châu Á, trong đó có Việt Nam tại thời điểm lên sóng. Cho đến nay, Vì Sao Đưa Anh Tới vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Đây được coi là một trong những bộ phim xuyên không. Siêu năng lực Hàn đầu tiên gây tiếng vang mạnh mẽ, trở thành hiện tượng. Do vậy, người hâm mộ Việt không khỏi sốt sình sịch khi nhà làm phim Việt Nam thực hiện remake từ nguyên tác Hàn Quốc này. Sau hàng loạt những ứng cử viên sáng giá mà người hâm mộ dự đoán sẽ đảm nhận vai diễn Đại Minh Tinh Chun Song Ji trong Vì Sao Đưa Anh Tới phiên bản Việt Nam, mới đây theo một số nguồn tin, nữ ca sĩ Mỹ Tâm là gương mặt được chọn mặt gửi vàng đóng chính ở dự án phim đáng trông đợi này. Mỹ Tâm, người đẹp đủ thần thái hóa thân thành Đại Minh Tinh Chun Song Ji. Trong Vì Sao Đưa Anh Tới, Chun Song Ji là nữ diễn viên đắt show bậc nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Thậm chí nhất cử nhất động của Đại Minh Tinh cũng được dư luận và truyền thông quan tâm. Đảm nhận vai diễn cô gái quyền lực quyến rũ này là Chun Ji Hoon, một trong những biểu tượng sắc đẹp Hàn Quốc. Cho đến nay ở tuổi 36, người đẹp sinh năm 1981 vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngơ vì nhan sắc trưởng thành bền vững của mình. Trùng hợp Mỹ Tâm có cùng năm sinh với người đẹp Chun Ji Hoon, nữ ca sĩ hoàn toàn đủ sự quyến rũ mặn mà và quyền lực khi hóa thân thành ngôi sao hạng A Chun Song Ji ở Vì Sao Đưa Anh Tới phiên bản Việt Nam. Không kém mức độ ảnh hưởng của Chun Ji Hoon tại Hàn Quốc, giọng ca Đừng Hỏi Em cũng là người đẹp có tài, có tâm và có tầm, sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo trong nước. Không ít khán giả khẳng định Mỹ Tâm là sự lựa chọn đúng đắn cho vai diễn chính Vì Sao Đưa Anh Tới, bởi không những yêu cầu về nhan sắc, nữ diễn viên đảm nhận vai Chun Song Ji cần có khí chất nổi bật và độ chính nhất định trong giới nghệ thuật. Hóa thân thành ngôi sao hạng A Song Ji, có lẽ nữ diễn viên cho một tình yêu không phải gồng quá nhiều mà vẫn toát ra thần thái minh tinh. Mỹ Tâm từng bộc lộ khả năng diễn xuất qua MV ca nhạc của mình. Mỹ Tâm và sự lầy lội không kém mờ chảnh. Để thể hiện hình tượng nhân vật độc đáo, khác hoàn toàn với những hình ảnh nữ chính thông thường mà không quá lố, bản thân nữ diễn viên Chun Ji Hoon cũng sở hữu khiếu hài hước sẵn có cùng với sự thông minh trong cách ứng xử. Đó là yếu tố giúp Chun Ji Hoon hóa thân thành công Chun Song Ji, hay cô nàng ngổ ngáo trong quá khứ và Sim Chung ở Huyền Thoại Biển Xanh. Trong khi đó, Mỹ Tâm cũng nhiều lần khiến người hâm mộ á ố bởi cách nói chuyện thông minh, dí dỏm, thậm chí là lầy lội của mình. Khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh người đẹp giản dị, thân thiện và hài hước trong những chuyến đi thiện nguyện, lúc giao lưu trên sân khấu hay khi xuất hiện với tư cách giám khảo ở một số chương trình truyền hình. Ngoài ra, thời gian gần đây, người hâm mộ thể hiện thái độ thích thú với vũ điệu say rượu của Mỹ Tâm. Đây là vũ điệu được nữ ca sĩ biểu diễn trong các buổi giao lưu, gặp gỡ fan và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Vô tình thay, nhân vật Chun Song Ji ở Vì Sao Đưa Anh Tới cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười và đầy ấn tượng khi say rượu. Những phân cảnh say rượu góp phần tạo nên hình ảnh đáng yêu, lầy lội của đại minh tinh Chun Song Ji. Chun Song Ji say rượu vì thất tình hay bị người khác mắng chửi, đây là một trong những phân cảnh ấn tượng ở Vì Sao Đưa Anh Tới. Chia sẻ trên trang cá nhân, nam ca sĩ Thanh Duy Idol cũng cho hay, hãy xem ngay đoạn say rượu kinh điển của bà Điên Quốc Dân trong Vì Sao Đưa Anh Tới và thử tưởng tượng gắn cái mặt chị Mỹ Tâm vô vai này thì thế nào. Mỹ Tâm, Chun Ji Hoon và những phản ứng hóa học với bạn diễn trẻ ở Vì Sao Đưa Anh Tới vào vai Chun Song Ji, trưởng thành nhan sắc Jun Ji Hoon đã tạo nên cơn sốt bởi những phần phản ứng hóa học đáng yêu với bạn diễn trẻ tuổi là Kim Soo Hoon. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Mỹ Tâm sẽ nên duyên cùng Mỹ Nam sinh năm 1991, Mai Tài Phấn nếu tham gia Vì Sao Đưa Anh Tới phiên bản Việt Nam. Đây là cặp đôi được không ít khán giả trông đợi, bởi lẽ Mỹ Tâm và Mai Tài Phấn từng nên duyên trong MV Đừng Hỏi Em. Chuyện tình thời chiến đẹp đẽ trong sáng đầy ý nhị nhưng cũng đem đến bao tiếc nuối giữa Mỹ Tâm và Tài Phấn, nhận được phản hồi tích cực từ phía người xem. Qua đó, người hâm mộ thấy ở họa mi tóc nâu hình ảnh một cô gái đáng yêu, hết mình vì tình yêu. Đồng thời, Mai Tài Phến cũng đã bộc lộ được khả năng diễn xuất cảm xúc nhiều chiều sâu. Chính vì thế, trước thông tin Mỹ Tâm, Mai Tài Phến trở thành cặp đôi chính ở Vì Sao Đưa Anh Tới phiên bản Việt Nam, người hâm mộ không khỏi trông đợi.
không ít ý kiến cho rằng đây sẽ là tác phẩm remake làm nên chuyện trong thời gian tới. Thả tim status chửi fan là la liếm, Tiến Dụng lên tiếng xin lỗi, Chinh Đen vào đùa cợt bị Đức Huy chửi thẳng mặt. Dòng chia sẻ của Bùi Tiến Dụng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi dậy sóng trước một bài viết đá xéo, mỉa mai cộng đồng fan nữ yêu mến đội tuyển U23, được cho là của một nhà báo thân thiết với các cầu thủ. Điều đáng nói là có một vài gương mặt trong đội tuyển U23 đã nhấn nút like và thả tim. Dưới chính dòng trạng thái và thiếu tôn trọng đến các fan của mình, khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tổn thương và chạnh lòng. Bài viết của một cá nhân được cho là thân thiết với dàn cầu thủ U23 có những câu chữ gây xúc phạm mạnh mẽ đến tình cảm của người hâm mộ dành cho các tuyển thủ đang được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Điều khiến các fan nữ tổn thương nhất là một vài tuyển thủ không biết vô tình hay hữu ý mà đã có hành động thả tim và nhấn like cho bài đăng trên. Dù bài viết đã gỡ bỏ, nhưng nhiều người vẫn chỉ mặc điểm tên những chân sút đã vô tình liên quan đến dòng trạng thái thiếu tôn trọng fan. Sự việc đã gây một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fan hâm mộ U23. Nhiều người cảm thấy bị tổn thương trước những hành động của các tuyển thủ và những người bạn thân của họ. Trước những ồn ào của hành động mà mình đã gây ra, thì mới đây Bùi Tiến Dụng, một trong số những cầu thủ đã thả tim dưới bài viết coi thường người hâm mộ, đã đăng đàn lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Nam cầu thủ chia sẻ: "Mình chân thành xin lỗi tất cả mọi người vì bản thân đã quá vô tư và đã không tìm hiểu rõ sự việc nên đã làm ảnh hưởng đến tình cảm và sự tôn trọng của mọi người dành cho mình. Bản thân mình sẽ rút kinh nghiệm và đọc kỹ nội dung hơn trước khi like hoặc thả tim một bài báo nào đấy. Mình rất xin lỗi về chuyện này đã khiến mọi người hiểu lầm và cũng rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm ủng hộ mình ạ." Ngay sau khi đăng tải, lời xin lỗi của em trai thủ môn Bùi Tiến Dũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trước những chia sẻ của nam cầu thủ, người hâm mộ cũng một phần nào cảm thấy được an ủi và sẵn sàng bỏ qua cho hành động bất cẩn vừa qua của anh chàng. Bên cạnh đó, trong khi Tiến Dũng lên tiếng xin lỗi, thì Chinh Đen lại vào đùa cợt ngay dưới phần bình luận. "Mình đã thả tim nhé, hai anh em nhà này nhớ phải vào thả tim ảnh của tớ nhé, Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng." Quá bức xúc trước hành động này của Hà Đức Chinh, hoàng tử cục súc Đức Huy đã chửi thẳng mặt đàn em. Không chỉ thế, Tiến Dụng cũng lên tiếng dằn mặt đồng đội. "Lúc nào cũng đùa được, bố mày giả cho trận bây giờ, đây không phải việc để đùa, Bùi Tiến Dụng đánh chết ngựa nó đi." Em út Đoàn Văn Hậu cũng lên tiếng giải thích cho hành động của mình và nhắc nhở Bùi Tiến Dụng lần sau hãy cẩn thận hơn. Trước đó, Đoàn Văn Hậu, một trong những gương mặt đã tương tác với bài viết nói trên, đã lên tiếng xin lỗi nhằm xoa dịu fan hâm mộ. "Chắc lần sau phải đọc trước thì mới like và thả tim, chứ không chơi kiểu người quen là like với thả tim nữa. Xin lỗi mọi người, Hậu sẽ rút kinh nghiệm." Bài viết của Đoàn Văn Hậu chia sẻ. Hoa hậu Henny A bị người giấu mặt tố sự thật sốc sau khi đăng quang. Một người đàn ông đã chính thức lên tiếng nói về cuộc sống và cách cư xử của Hoa hậu Henny A sau khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 đến nay, cái tên Henny A phủ sóng rộng khắp và được tìm kiếm khá nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh ngoại hình nóng bỏng quyến rũ cùng sự chân thành, thật thà, hoàn cảnh gia đình của tân hoa hậu cũng khiến nhiều người quan tâm. Mới đây nhất, một người anh của Henny A đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình trạng hiện tại của hoa hậu kể từ sau khi cô đăng quang. Theo đó, người này viết, có những cái ngốc đáng lên án nhưng cũng có những cái ngốc lại đáng trân trọng. Ví như ngốc cho cộng đồng, cho xã hội được tốt hơn chẳng hạn. Về ăn Tết, phải ứng trước xài hết lì xì khi chưa hết Tết là biết hoa hậu của chúng ta cháy túi như thế nào rồi. Không nhà hàng, không cà phê quán xá. Ở nhà ngoài canh cà đắng, lá mì, khô nướng. Có bữa chỉ ăn cơm trắng với đậu sống già thôi, chứ chẳng có xòe xòa. Hai ba món nói gì chục món như người ta. Nhiều người nói hoa hậu chắc nhiều tiền lắm, chắc giàu lắm. Nhiều tiền có đó, giàu có đó. Nhưng sẽ có những người ích kỷ, chỉ giữ khư khư cho bản thân mình.
còn những người xuất thân cùng cực nghèo khó thì niềm vui của họ là việc mang lại hạnh phúc và sự đủ đầy cho mọi người. Thương Hennie, Chúa thêm sức mạnh trên hành trình của em. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái của người đàn ông này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã dành lời khen ngợi không chỉ cho nhan sắc mà cả tấm lòng cùng sự chân thành của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Một cư dân mạng cho rằng, đọc mà cảm động vô cùng, trân trọng tấm lòng ấy quá, tất cả vì cộng đồng, vì xã hội, cảm ơn cuộc đời đã dâng tặng cho chúng ta một cô tấm đáng yêu. Mãi yêu Hen, nhiều người xúc động và dành lời khen ngợi cho Hoa hậu Hennie. Một cư dân mạng khác cho rằng, một tấm lòng nhân hậu đáng trân quý mà chúng ta nên học hỏi ở Hen, thật thà chất phác mà không kém phần khôn khéo. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn, Hoa hậu Hennie đã có những chia sẻ thẳng thắn về kế hoạch của cô sau khi đăng quang. Theo đó, người đẹp gốc dân tộc ED cho biết, sau khi đăng quang khoảng một tuần, mẹ có gọi điện và nói với cô rằng khi nhận được tiền thưởng, điều đầu tiên cô phải làm đó là những công việc hỗ trợ xã hội, những điều mà cô đã hứa trước tiên. Sau khi nghe được những lời nói đó, Hennie đã rất hạnh phúc và tôi hứa với mẹ chắc chắn sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thưởng của mình cho quê hương. Tuy rằng số tiền thưởng đấy đối với tôi rất lớn và rất cần thiết cho gia đình mình, nhưng nếu như mình biết dành cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì sẽ có ý nghĩa và tốt hơn rất nhiều. Hiện tại tôi đã sử dụng hết số tiền thưởng để đi làm từ thiện và chỉ dành riêng cho mình 20 triệu gửi lại cho xã nhà để họ có thể làm đường hoặc làm đèn điện đường. Đây là một kỷ niệm mà tôi muốn dành cho quê hương. Có thể nói số tiền thưởng tôi đã nhận đủ và đã phân tán đúng mục đích hết, Hennie chia sẻ.